Lên một cái cấu hình mới nha anh em. Cấu hình này rất là vip luôn. Em test cái tiếng hát của nó rất là ok luôn ha. Thì cái mẫu này là mẫu 50 Array Mini ha. Thì em sẽ quay sơ ra cho anh em xem cái cấu hình này, và tí nữa ráp lên test cho anh em. Thì này, con này em đã test ngày hôm qua rồi. Em có up lên Zalo là em có test demo là ngày hôm qua là rất là ok luôn ha. Test rất tiếng rất là sáng, đi xa lắm ha. Thì con này đây, thành phẩm như thế này ha. Đây, thành phẩm Array nè. Con này là em làm chốt đầy đủ ha. Con này phải về chế anh em. Đây, con này phải làm cái chốt bắt ốc đàn đầy đủ ha. Con này cứ về tháo ra. Tháo ra bắt, tại nó bắt lục giác mà. Con này mình tháo rồi mình bắt lục giác thôi chứ không có gì hết ha. Con này mình tháo mình bắt lục giác chứ không có bắt dít đâu, không có bắt chết đâu. Tháo rời được nha anh em. Tháo rời hai cột này ra ha. Đây, con này là thành phẩm chưa bắt lưới ha. Tí nữa em sẽ bắt lưới vô và test cho anh em nghe. Ở đây là cái, giờ em sẽ show cấu hình ruột gan của nó cho anh em xem. Đây thì cái vỏ như này hiện nay sẽ lên được 2 cây, nhưng mà làm cái mẫu này khá là lâu anh em, nên là em lên trước một cái rồi quay video cho anh em xem. Hiện nay đặt rồi tiếp tục em làm ha, tại vì làm khá là lâu, chế rất là lâu luôn. Đây, con này là cấu hình mới nha anh em. Con này là cấu hình của mẫu nâng cấp 50 column ha. Thì con này sẽ là lên Array, nhưng mà cấu hình nó khác rất là nhiều luôn. Đây, giờ show cấu hình cho anh em xem. Thì con này nó sẽ đi một cái cặp bass 20 viền 2 gân ha, con 35 luôn. Thì nói chung là cái dòng kia cũng là con 35. Con này đi viền 2 gân nè, 2 gân cho cái tiếng nó sáng nha. Con này đi 2 gân. Thì con này sẽ nâng cấp lên đi mạch T450 400W. Nâng cấp lên, lúc trước là đi mạch 300 thôi nha. Nay sẽ nâng cấp lên là T450 400W đánh cho nó ác anh em. Mạch này em đang bán với cái giá là 1,7 triệu một mạch nè, và anh em mua rất là nhiều luôn. Bên em bán cái mạch này rất là nhiều và anh em phản hồi rất là tốt. Và nó đi thêm cái bass 50. Quên, ở đây em quên cái bass 50 cho anh em xem. Hơi thì cái bass 50 em hay ráp cho khách á, là khách ráp lo 50 từ 175 á, tại em quên đem ra. Công quá. Ở đây là đi một cái phân tầng sub nha anh em. Đi cái con bass 50 á là sẽ đi một cái sub như này đây. Bên trong này đã gắn một cái phân tầng để cho cái bass này nha, để cho cái bass 50 này nha anh em. Anh em nghe kỹ nha. Cái phân tầng sub này không phải là gắn vô là nó cắt sub hẳn nha. Thì nó chỉ cắt cái dải cao, nó cắt cái dải cao đi để chỉ còn là cái dải bass ra, không phải là hạ cắt hẳn sạch nha anh em. Nè, anh em nghe rõ nha. Nó sẽ cắt bớt cái dải chép với dải trung, cái nhất là cái dải trung của cái bass á. Nói chung là cái khi mà cái lười lên là nó sẽ không có, nó sẽ giảm lại, tiếng nó sẽ đục lại nha. Tiếng nó sẽ đục lại, nó sẽ cho ra tiếng bass mềm. Bởi là em đã nay là bản nâng cấp lên là sẽ đi một cái mạch lọc sub để cho ra tiếng bass mềm, và nó sẽ cắt bớt cái dải trung đi. Cắt bớt cái dải trung đi là chỉ cho ra cái tiếng lười nó đục như con trăm vậy, nó đục tiếng nó đục như con trăm. Để em test em mới biết nha anh em. Khi mà ra lắp phân tầng này vô nè là cái tiếng nó đục lại, nó cho ra tiếng bass. Rồi khi mà em đã test thì em để rồi như là con trăm này tiếng nó đục vậy đó. Bởi giờ nó sẽ cho ra một cái tiếng bass rất là mềm ha. Và đi cặp chép 450. Cặp chép 450 DCF bên em nha. Và con này sẽ đi mic 2 màn hình, chống hú tốt nhất hiện nay. Dòng mic chống hú tốt nhất hiện nay, mic 2 màn hình. Chống hú tốt nhất luôn. Và cái mấy cái dòng này là không phải gắn vô là xong nha anh em. Con này phải đi tụ chở đổ đây. Nguyên một bộ của chép và bass như thế này ha. Tụ hiện nay em sẽ nâng tụ lên luôn, để cho cái tiếng nó sáng. Để cái con này nó tí nó có cây trống nên là cái nó sẽ giảm được hú đi nha anh em. Đây, tụ 2.2 và chở 15W ha. Còn anh em nào muốn biết cách đấu cứ liên hệ Zalo, em sẽ chỉ cách đấu chép như thế này. Đây, chép cách đấu như thế này ha. Còn 4 con tụ này là của cái bass. 4 con tụ này là của cái bass. 42 tụ chở này là của con chép. Ok, bây giờ em sẽ ráp vào là test cho anh em xem cái cấu hình này. Cấu hình này có cây trống đó nha anh em. Tí nữa em sẽ trống lên. Trống lên là cho anh em, nói chung là hát rồi nó cao lên là nó sẽ giảm đi hú rất là nhiều luôn. Ok xong hả nè, ráp lưới bắt dây điện được hết rồi ha, quá là đẹp luôn, đúng Array luôn. Cây cao vậy là để cho anh em giảm hú ha, rất là ok luôn, rất đẹp luôn ha. Ở đây đưa lên cái này đưa lên cái này ha. Cái bát này là rất là cứng ha anh em, không có gãi được đâu. Rồi, giờ em sẽ test mic rồi test nhạc cho sáng sớm, em test sơ sơ cho anh em nghe nha. Lê ba đáp sao lê ba nam nam ali lô ba nam sao lê ba nam sao lê ba tiếng rất đã luôn này, tiếng phòng rất là xa nha. Em đang đi xa này, đâu ba buồn sao lên ba buồn nào ali hiện tại cô đi vợ ok rồi ha. Cái cây trống này là 75 cm nha. Lên ba buồn nào sao ali luôn. Khi mà anh em đi cái mẫu này là chung là độc quyền, không đụng hàng bên em luôn ha. Mẫu này mà anh em đi là độc quyền luôn, không đụng hàng luôn ha. Lột qua tháo con dưới ra nè, lột bật buộc đọc lên, rất là đẹp luôn em. Nhìn từ nói chung là sang chảnh lắm, rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ test nhạc cho anh em ha, thì mic phần mic là ngô cò khác, ok là rất là ok luôn, tiếng rất là đi xa này. Giờ em sẽ test nhạc cho anh em nghe nha. đỏ luôn em, cực kỳ đỏ luôn anh, tiếng rất là sáng và bass rất là lực luôn. Anh em nào ở gần cứ lên trải nghiệm cái con mẫu phối A50 Array này ha, đánh rất ok luôn. Được, ok em test xong nói chung là rất là hoàn hảo luôn. Thật sự là cái bản này rất là chuẩn luôn ha. Thật sự rất là chuẩn luôn em. Anh em ở gần là em test cho anh em nghe cái mẫu này rất là chuẩn luôn. Thì cái con này là hiện tại em bán giá là 7 triệu. Nói chung là em bán rẻ thôi. Cấu hình này hiện tượng rất là giá rất là cao. Nhưng mà em bán rẻ. Tại vì nói chung là anh em là bên bán rẻ nhưng mà anh em được ủng hộ nhiều ha. Em bán rẻ nhưng mà anh em cũng không vậy. Cái con cũ nó 10 volume á là nó là 6,5 triệu rồi. Giá chưa ship nha anh em. Con này nâng cấp lên mặt 300W, mặt sức đầy đủ luôn, là hai độ cấu hình hết luôn, là nó chỉ có 7 triệu cộng ship anh em. Dùng cái giá rất là rẻ luôn. Thành phẩm như thế này dây rất đầy đủ cho anh em nha. Đầy đủ hết luôn. Là nó chỉ có 7 củ thôi. Cây trống nói chung là dây điện đầy đủ cho anh em luôn nha. 7 triệu. Cho anh em mua về chơi lễ ha. Nói chung cấu hình này rất là ok luôn. Chưa tiền đồ rất là ok luôn anh em. Con mic này là mic đi hết 2 màn hình chống hú tốt luôn anh em. 3, 4, 5. Hiện tại đang nói thì vợt thôi nhé. Thì anh em nào cần thì cứ liên hệ em đã báo giá trong cái video này. Hiện tại là nó chỉ có 7 triệu thôi. Còn ở ngoài anh em ở ngoài chưa chắc có cái loại này. Và nếu mà có cái loại mẹ bông con mà lo cu lum như thế này cũng phải là 90 triệu rồi ha. Em bán chỉ có giá 7 triệu, cấu hình cao cấp như thế này luôn. Thì anh em nào cần cứ liên hệ nha anh em.